Cô xin chào cả lớp có mặt trong tiết học âm nhạc 6 hôm nay. Từ tiết 1 đến tiết 4, các em đã được học xong chủ đề Em yêu âm nhạc. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ sang một chủ đề mới. Đó là chủ đề giai điệu quê hương. Tiết 1, hát bài lý cây đa, lý thuyết âm nhạc. Ký hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin, trải nghiệm và khám phá. Các bạn ghi bài. Đây là bài hát Lý Cây Đa. Giới thiệu về bài hát Dân ca quan họ là thể hiện hát giao duyên đặc sắc của vùng Kinh Bắc xưa, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay. Các liền anh liền chị hát đối đáp cùng nhau trong cuộc hát có thể chuyển ra từ ngày này sang ngày khác. Nhiều bài dân ca quan họ được phổ biến rộng rãi như là Trống cơm, Qua cầu gió bay, Người ở đường về, Lý Cây Đa, Hoa thơm bướm lượn, vân vân. Năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Các bạn về nhà chúng ta có thể sưu tầm các bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh để chúng ta cùng lắng nghe, thưởng thức thêm. Giới thiệu về bài hát Lý Cây Đa, đây là một trong những bài dân ca quan họ quen thuộc. Lời ca của bài được hình thành từ các câu thơ Trèo lên quán dốc, ngồi gốc cây đa, cho đôi mình gặp, xem hội đêm rằm. Với sắc thái vui tươi, dí dỏm, bài hát đã gợi lên không khí náo nức của những ngày hội làng. Đây là hình ảnh hát dân ca quan họ, các liền anh và liền chị. Bây giờ, cô mời cả lớp chúng ta cùng lắng nghe hát mẫu bài Lý Cây Đa, dân ca quan họ Bắc Ninh. Như vậy các bạn vừa lắng nghe xong bài hát Lý Cây Đa, bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng học hát từng câu. Mỗi câu các em sẽ được lắng nghe và thực hiện 3 lần. Mời cả lớp tập câu thứ nhất. Tập câu số 2. Các em ghép câu 1, câu 2. Các
Mời các em tập câu số 3. Câu số 4. Câu cuối cùng của bài. Các em ghép câu 3, 4 và 5. Bây giờ chúng ta ghép cả bài. Mời cả lớp chúng ta cùng hoàn chỉnh bài hát Lý Cây Đa, dân ca quan họ Bắc Ninh. Cô sẽ cùng hát với các em cho tiết học chúng ta vui tươi hơn. Trèo lên quan sâu, ngồi gốc ơi ở cây đa rằng tôi ly, ơi ở cây đa rằng tôi lấy, ơi ở cây đa. Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi ly, ơi à cây đa rằng tôi lơi, ơi à cây đa. Trèo lên quan sâu, ngồi gốc ơi à cây đa rằng tôi ly, ơi à cây đa rằng tôi lơi, ơi à cây đa. Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi ly, ơi à cây đa rằng tôi lơi, ơi à cây đa. Cả lớp chúng ta hát lại bài hát này thêm một lần nữa nha. Chú ý là lấy hơi và các chỗ luyến ở trong bài. Bài hát này có tính chất rất là vui tươi và dí dỏm.
Chúng ta vừa học hát xong bài hát Lý Cây Đa dân ca quan họ Bắc Ninh. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung hai nhỏ lý thuyết âm nhạc, ký hiệu bảy bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin. Thì nốt nhạc các em đã được làm quen ở âm nhạc tiểu học. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng lắng nghe gam từ đồ đến đố. Thì ở các tiết học trước các em cũng đã được đọc gam từ đồ đến đố. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em hệ thống chữ cái Latin. Đây là 7 nốt nhạc. Đây là nốt đô lặp lại của nốt đố lặp lại của nốt đô. Thì nốt la sẽ ký hiệu là chữ A, nốt si ký hiệu chữ B, còn có ký hiệu là chữ H, nốt đô là chữ C, nốt rê là chữ G, nốt mi là chữ E, nốt fa là chữ F và nốt son là chữ G. Đây là hệ thống chữ cái Latin của 7 nốt nhạc. Như vậy chúng ta có là A, B, C, D, E, F và G. Bây giờ luyện tập ghi tên các nốt nhạc của bài tập đọc nhạc số 1 bằng chữ cái Latin. Chúng ta quan sát bản nhạc và chúng ta hệ thống lại các nốt nhạc này bằng chữ cái Latin. Nốt mi sẽ là chữ E, nốt fa F, nốt son G, G, rồi nốt đố đây là C, nốt son G. Tiếp tục tương tự như vậy, chúng ta điền các chữ cái Latin rất là dễ. Các em về nhà chúng ta có thể luyện đọc, luyện tập. Các chữ cái Latin còn được dùng để ký hiệu cho các hợp âm. Ví dụ đây là gam đô trưởng, hợp âm đô trưởng. Hợp âm đô trưởng gồm có đồ, mi, son. Tiếp theo là hợp âm pha trưởng, ký hiệu là pha, gồm có pha, la, đô. Và cuối cùng là gam son trưởng, ký hiệu là G, son, si và rê. Các em lắng nghe. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta sang nội dung ba nhỏ trải nghiệm và khám phá. Thể hiện âm hình tiết tấu dưới đây bằng ngôn ngữ hoặc bằng một loại nhạc cụ gõ khi các bạn hát bài Lý Cây Đa. Ở đây thì âm hình tiết tấu là đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen. Ở dòng số 2 các bạn quan sát. Đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen. Và chúng ta thể hiện bằng ngôn ngữ là trèo lên, quán dốc, ngồi gốc, cây đa. Trèo lên, quán dốc, ngồi gốc, cây đa. Các em có thể thể hiện bằng nhạc cụ gõ là đơn đen hoặc là thể hiện bằng ngôn ngữ là trèo lên. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng xem video và thực hiện theo. Các thầy đang gõ nhạc cụ gõ đơn đen, đơn đen, đơn đen, rất là dễ đúng không các em? Các thầy đang đọc bằng ngôn ngữ quán dốc, ngồi gốc, cây đa.
Mời cả lớp chúng ta xem lại một lần nữa nha. Các em chú ý thực hiện theo, rất là dễ. Trèo lên, quán dốc, ngồi gốc, cây đa. Tương tự như vậy là chúng ta thể hiện hết cả bài. Như vậy là tiết học ngày hôm nay các em đã được học bài hát Lý Cây Đa. Về nhà thì các bạn chúng ta có thể mở lại bài dạy của cô để tập luyện bài Lý Cây Đa một cách thuần thục và tốt hơn. Chú ý là sắc thái bài hát và lấy hơi rồi luyến những cái chỗ mà có dấu luyến 3 âm, 4 âm ở trong bài cho thật là tốt. Đồng thời thì các bạn chúng ta có thể là tập ghi nhớ ký hiệu bằng chữ cái Latin của các nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si trên bài tập đọc nhạc số 1. Chúng ta làm lại vào trong vở và chúng ta thực hiện cho cô bài mà chúng ta vừa xem video, rất là dễ theo nhạc cụ gõ ha. Đơn đen, đơn đen, đơn đen, đơn đen. Còn về ngôn ngữ thì các bạn hát là gì? Trèo lên, quán dốc, ngồi gốc, cây đa. Cứ như vậy mà chúng ta thực hiện cho hết bài. Tiết học ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cùng ôn luyện lại. Tiết học đến đây là kết thúc. Một lần nữa cô chúc cho tất cả các em có những cái giờ học thật là vui tươi và bổ ích. Cô xin chào và xin hẹn gặp lại các em.